rằng Chúa chính là tấm bánh, chính là máu thánh dưỡng nuôi hồn con. Dù đã được nghe rất nhiều nhưng thực con chưa cảm nghiệm rằng Chúa chính là sự sống, chính là ánh sáng chiếu soi tâm hồn. Ngài ơi, từ khi khôn lớn bao lần con giấc Ngài, nhưng thực con chưa cảm được sự sống. Chúa rất buồn nhưng thực con chưa cảm nghiệm, phải chăng dục vọng quá lớn đã vui chôn đứng bên tin của con. Dù biết Ngài thương rất nhiều nhưng thực con chưa cảm nghiệm, phải chăng jump.